Các địa phương được yêu cầu giãn cách theo chỉ thị 16 phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, tranh thủ thời gian vàng này để ngăn chặn dịch lây lan. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương vào chiều tối qua ngày 16 tháng 7 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt khi số ca bệnh tăng cao những ngày qua, từ 0 giờ hôm nay ngày 17 tháng 7, các phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và An Khê, Thạc Giáng, quận Thanh Khê đã áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16, theo quyết định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam nhấn mạnh, đây là biện pháp mạnh cần thiết vào lúc này để ngăn chặn dịch lây lan. Vì vậy, 4 phường nêu trên phải thực hiện nghiêm việc giãn cách. Trong đó, phải đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về gia đình cách ly gia đình, không tập trung quá 2 người, không ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết. Chúng ta phải tận dụng được cái thời cơ vàng này trong thời gian cách ly này, giãn cách này để chúng ta thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch để đạt được cái mục tiêu cao nhất là ngăn chặn được dịch. Thì với cái tinh thần đấy, tôi đề nghị các đồng chí là hết sức là quan tâm cho thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị 16. Thì đề nghị các đồng chí thực hiện một cương quyết nhưng mà không quá cứng nhắc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, tổ chức tuần tra, kiểm soát để xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời nhanh chóng triển khai xét nghiệm cho người dân. Đề nghị các địa phương có kế hoạch hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các địa bàn thực hiện giãn cách. Phó Chủ tịch Lê Quang Nam cũng đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm phòng chống dịch, có kịch bản cụ thể khi có dịch bệnh xảy ra tại đơn vị, tránh để bị động. Ít nhất là anh phải có kịch bản nếu xảy ra một F0 thì anh xử lý như thế nào. Kịch bản ghi nhận rõ ai chịu trách nhiệm, đưa về đâu, hướng xử lý ra sao, chúng ta có từng cái bước một và trong đấy có thời gian và cách thức triển khai. Rồi kể cả vấn đề lấy mẫu để tránh ủn tắc. Rồi khi có 2 ca F0 hoặc là khi nó nhiều như chúng ta vừa rồi thì đề nghị là có kịch bản cụ thể. Và tương tự như thế thì đối với Ban Quản lý thì cũng phải xây dựng ở quy mô nó lớn hơn. Đối với Ban Quản lý, khi xảy ra một đơn vị thì kịch bản chúng ta sẽ kích hoạt kịch bản nào, nếu có 2 hoặc 3 đơn vị cùng liên tục nhau hoặc là nằm mỗi doanh nghiệp nằm ở mỗi các khu công nghiệp thì chúng ta có thể ứng phó nó cụ thể.